lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn Đà Phật. Đầu tiên là minh thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp, gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây đầy đủ sức khỏe để làm ngọn đèn sáng soi đưa đường dẫn lối cho tất cả chúng sanh đi trên con đường an lạc giác ngộ giải thoát. Kế đến là minh thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay tinh tấn tu hành, niệm Phật được nhất tâm, cảm nhận được sự an lạc chân thật ở ngay trong cuộc sống hiện tại của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm rồi tất cả quý Phật tử niệm Phật thấy có được an lạc không? Thấy được vui không? Thanh tịnh nhẹ nhàng thêm không? Nhìn thấy người nào người nấy tươi như hoa nở hết, biết là có an lạc nhiều rồi phải không? Bữa nay Minh Thành không có gì nói với quý vị hết, không có đề tài gì hết, mà chỉ là ôn nhắc lại những lời của Phật, của Tổ dạy để chúng ta tinh tấn tu tập, có được cái sự an lạc chân thật ở trong chánh pháp. Quý vị chịu không? Hôm nay là cái khóa tu đầu tiên của một năm, cũng là vào cái mùa xuân. Mới đây mà đã hết một tháng giêng rồi, phải không? Mới ăn Tết đây, nay là sắp hết tháng giêng rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại, so sánh cái thái độ mình đón xuân, ăn Tết của lúc còn trẻ với khi bây giờ đã lớn. Quý vị nhớ 50 năm về trước á, khi mà tới ngày 29-30 Tết, lúc đó trong lòng mình sao? Rộn rã phải không? Mong ngóng trông đợi cho tới Tết. Tết để mà được có quần áo mới, rồi có bánh mứt ăn, rồi được tiền lì xì, rồi được đi chơi chỗ này chỗ kia. Đó là mấy chục năm về trước là cái thái độ đón xuân của mình, ăn Tết của mình nó khác. Bây giờ quý vị còn có trông mong, trông đợi, rồi có hy vọng đón Tết nhiều giống như hồi trẻ không? Sao vậy? Tại vì ăn hết 50-70 cái Tết rồi, phải không? Bây giờ quen rồi. Bây giờ mình nhìn thấy những đứa trẻ, những đứa bé, nó tới cái ngày Tết đó, nó vui, nó rất là hào hứng, nó trông đợi đủ thứ hết. Mình thấy
tụi nó mình nhớ lại lúc mình còn trẻ cũng giống như vậy. Bởi vì cái mùa xuân theo thời gian ở bên ngoài là luôn biến đổi. Quý vị thấy phải vậy không? Mùa xuân mà mình đợi tới mùng 1 tháng giêng á, thì đó là mùa xuân theo thời gian ở bên ngoài. Mà mùa xuân theo thời gian thì nó biến đổi rất là mau chóng. Mới đón xuân đây, tới hôm nay đã qua một tháng rồi. Rồi quý vị tu chừng 2-3 khóa nữa, vài khóa nữa cái thì hạ, rồi thu, rồi đông, rồi cái thì sao? Xuân trở lại. Thì đó là cái dòng thời gian nó cứ lăn bánh, nó cứ trôi chảy. Thì ngày hôm nay có ai lấy mùa xuân trở lại được không? Ai lấy là được bữa mùng 1 không? Mùng 1 lấy không được rồi mùng 2 lấy trở lại được không? Mùng 5 lấy lại được không? Thì như vậy nó trôi qua rồi mất. Cái thời gian trôi qua rồi mất. Mà ngay khi chúng ta ngồi đây nói chuyện bây giờ, nhưng mà một chút xíu sao? Hết giờ rồi, đi ra khỏi giảng đường, mình lấy lại giờ phút này được không? Không được. Cho nên tất cả sự vật, con người hay thời gian đều đi theo cái định luật vô thường biến đổi, sanh diệt trôi chảy không ngừng. Người xưa thấy được cái điều đó cho nên cảm xúc nói thành hai câu thơ: tự nở rồi tự rụng, xưa nay mấy mùa xuân. Cái gì nở, cái gì rụng? Như vậy là Tết mùa xuân về thì hoa nở, tự nó nở ra rồi tự nó rụng. Từ xưa tới bây giờ không biết đã bao nhiêu mùa xuân rồi. Hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành không. Chỉ còn lưu một đóa, ngày mai theo gió đông. Thì quý vị thấy khi mà hoa nó nở thì đầy cây là tươi thắm, là đỏ hồng. Nhưng khi hoa nó rụng thì sao? Hoa rụng muôn cành không, nó trở về cái chỗ trơ trọi. Chỉ còn lưu một đóa, tức là rụng hết rồi, thấy còn được một đóa hoa, nghĩ rằng chà, đóa hoa này chắc là không có rụng đâu, còn đẹp lắm. Nhưng mà rồi ngày mai cũng theo gió đông. Khi mà gió nó thổi tới rồi thì hoa rơi. Thì như vậy chỉ còn lưu một đóa là đóa nào quý vị biết không? Tức là mình nhìn thấy ông bà mình ra đi, phải không? Cô bác mình có khi cũng là vô thường. Rồi lớn tuổi lên nữa thấy cha mẹ của mình sao? Cũng nhà vô thường. Rồi dòm lại thấy mình chỉ còn lưu một đó. Mình tưởng đâu mình chắc chắc lắm, phải không? Đó qua này còn lâu lắm, mà không ngờ ngày mai theo gió đông. Mời rồi nó cũng theo gió nó rơi luôn. Quý vị có chuẩn bị sẵn chưa? Chuẩn bị tư thế sẵn chưa? Hay là tưởng đâu là cái đó này nó chắc lắm, dễ gì nó rơi, phải không? Phải biết rằng ngày mai nó cũng theo gió đông. Đó là người xưa mượn hình ảnh những đóa hoa